Nhìn lại sự nghiệp của gà cưng Trấn Thành, từ chàng trai bán vé số đến sao phim trăm tỷ, thời gian gần đây, cái tên Tuấn Trần bắt đầu vụt sáng như một nam thần mới của showbiz Việt với vẻ ngoài điển trai đậm chất Hàn Quốc. Sau thành công từ những dự án phim truyền hình, web drama, MV, tần suất xuất hiện của nam diễn viên ngày càng dày đặc. Bước chân vào làng giải trí từ 5 năm trước nhưng có lẽ bây giờ mới là thời của Tuấn Trần. Cột mốc giúp anh vụt sáng chính là vai quán trong phim Bố Già của Trấn Thành. Nếu nhìn vào sức hút hiện tại của Tuấn Trần, thì anh đang được săn đón như sao hạng A tại nhiều sự kiện quan trọng. Ít ai ngờ rằng, nam diễn viên sinh năm 1992 đã phải trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực. Tuấn Trần tên thật là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nhưng lại rẽ hướng sang nghệ thuật vì đam mê từ nhỏ. Trước khi là một diễn viên, Tuấn Trần từng nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật 1m85 và thân hình sáu múi hoàn hảo. Trải qua tuổi thơ không hạnh phúc khi thấy cảnh mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, từ năm 3 tuổi đã phải theo mẹ rong ruổi khắp nơi bán vé số dạo mưu sinh, Tuấn Trần trở thành một chàng trai trưởng thành và nội tâm, cũng như phải đi làm từ rất sớm để lo cho bản thân, đỡ đần gánh nặng kinh tế của gia đình. 2014 được coi là bước ngoặt trong cuộc đời Tuấn Trần khi anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau một lần đi thử vai cho bộ phim Mùa Oải Hương năm ấy. Mục đích đi thử vai lúc đó của Tuấn chỉ đơn giản là muốn lên TV cho mẹ vui. Thật không ngờ, anh được tổ nghề thương, cũng từ đó, mỗi vai diễn đến với Tuấn Trần như một nhân duyên kỳ lạ, con đường đó hấp dẫn, nhưng cũng đầy chông gai. Tuấn Trần bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi đảm nhận vai nam chính trong MV siêu khủng Anh Cứ Đi Đi của Harry Won và một vài dự án phim như Chị Em Nhà Đông Các, Gia Đình Mén, Thiên Ý, Lao Công Bí Ẩn, Kén Mẹ Chồng. Chính ngoại hình cao giáo, điển trai đúng chuẩn Hàn Quốc vừa là lợi thế, đồng thời lại khiến Tuấn Trần dễ bị đóng khung vào dạng vai công tử con nhà giàu bóng bẩy, sành điệu. Vì thế, để thử thách bản thân, đồng thời cho mình thêm cơ hội, nam diễn viên tuổi thân đã tham gia vào nhiều vai diễn gai góc hơn, điển hình như trong phim điện ảnh Xưởng 13. Câu nói khi nhân hòa gặp thiên thời, địa lợi ắt sẽ thành công, quả thực vô cùng hợp với Tuấn Trần, sự nghiệp anh sang trang mới khi làm con trai Trấn Thành trong dự án phim Bố Già. Có lẽ, chính tuổi thơ cơ cực đã phần nào đó giúp cho nam diễn viên hóa thân trọn vẹn vào nhân vật quắn, để rồi từng bước một chinh phục trái tim khán giả. Từ thắng xông lên với Bố Già phiên bản điện ảnh do hộ đôi Trấn Thành, Vũ Ngọc đáng thực hiện, Tuấn Trần một lần nữa lại có dịp làm con trai Trấn Thành. Bố Già xô đổ loạt kỷ lục phòng vé, đưa Tuấn Trần trở thành gương mặt sáng giá trong giai đoạn phim Việt thiếu các diễn viên trẻ tiềm năng. Cuối năm 2021, anh bất ngờ đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần 22. Hai năm sau, Tuấn Trần bước vào một dự án điện ảnh tầm cỡ hơn, Đất Rừng Phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên. Vai Út Lục Lâm của anh được tạo đất diễn nhiều hơn bản truyền hình ở vai trò thứ chính. Đất Rừng Phương Nam trở thành phim Việt ăn khách thứ 3 trong năm với 140 tỷ đồng, là phim thứ hai của Tuấn Trần vượt mốc doanh thu 100 tỷ. Và mới đây, Tuấn Trần lại tiếp tục làm vai chính cho bộ phim điện ảnh của Trấn Thành. Phim Mai hứa hẹn mang đến thêm nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả và hứa hẹn sẽ bùng nổ phòng vé đầu năm 2024. 10 năm theo nghề, Tuấn Trần vướng nhiều tranh cãi. Khi tham gia Đất Rừng Phương Nam, Tuấn Trần bị nghi ngại rằng nhờ mối quan hệ với Trấn Thành, nhà đầu tư dự án. Trấn Thành cho biết đàn em được mời vào phim là quyết định của đạo diễn Quang Dũng. Với phim mới ra mắt Mai, anh chọn diễn viên từ 2 năm trước, khi mới công bố dự án, đánh giá Tuấn Trần chịu khó làm nghề, không nản chí trước các yêu cầu khắt khe của đạo diễn.